Chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh của Luột Máy Cưa nhé. Hôm nay là ngày 11 tháng 11. Hôm nay cửa hàng chúng em lại xin lên sóng và thanh lý cho anh em hai chiếc máy cưa xích, hai chiếc máy cắt cỏ và một chiếc bình điện anh em nha. Đánh dấu ký tự lô ngày hôm nay là lô chữ Y, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Đây toàn là những sản phẩm mà hàng máy chất lượng thôi anh em. Nhưng mà hôm nay em thanh lý cho anh em cái giá rẻ mạt luôn anh em ạ. Đấy, anh em nào muốn tham khảo tất cả các mặt hàng sau đây thì anh em hãy xem kỹ video ngày hôm nay của bên em để anh em đặt hàng cho nó dễ anh em nha. Bên em thì không bắt anh em phải cọc cạc gì trước đâu. Anh em nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán hộ em nhá. Đấy, hôm nay là bình điện này 590k, máy cưa tay cụt 1.250.000, máy cưa to 1.500.000, máy cắt cỏ 1.400.000 và máy cắt cỏ to là 2.100.000 anh em nhá. Đấy, đầu tiên là một chiếc máy bình điện này anh em. Bình điện này là cái Y1. Bình điện này là bình điện xịt thuốc sâu nha. Bình điện này là bình 20 lít, hàng bình điện Japan chất lượng cao luôn này anh em. Dòng này ngoài cửa hàng người ta đang bán với 800.000, nhưng mà hôm nay em để cho anh em 590 một chiếc bình điện này thôi. Đấy, anh em nhìn hộ em nhá. Đây, phần bên trong này của nó này rất là ok, đầy đủ cho anh em này. Đó, sử dụng cần này là ống cần rút này anh em. Đó, và cục sạc đầy đủ hết này anh em nhá. Đó, thấy không ạ? Thấy không? Đấy, đầy đủ nhá. Bình này là bình mới tinh 100% luôn anh em. Hôm nay em để cho anh em 590k một cái. Anh em nào có nhu cầu về xịt thuốc sâu này, về xịt thuốc cỏ này, về xịt vườn rau nhà mình ấy, một chiếc bình điện thì anh em hãy tham khảo này. Giá thành thì quá rẻ luôn anh em nhá. Và đặc biệt ấy, nó thiết kế cho anh em cái dạng này, mở cái này ra để có thể lấy cái bình ắc quy được. Sau này anh em nhá, ví dụ là anh em muốn này, phải không? Lấy cái bình ắc quy này ra để về thắp đèn, thắp đóm linh tinh khi mà máy nhà mình, điện nhà mình nó bị mất thì lấy cái được, nó được nhiều công dụng hơn anh em nhá. Đó, nhiều cái bình điện thì không thể tháo được như thế này đâu. Đó, khi nào anh em ráp và anh em chỉ đẩy vào thế thôi, anh em đẩy cái nắp phải vào được là bật được thuốc sâu nha anh em nhá. Đây, nhìn hộ em này. Đó, đây là cái phần nó ẩn công tác ở đây, nó phần cái nắp ở đây này để nước nôi nó không thể vào được, nó làm hư hại cái phần công tác. Thấy không ạ? Đấy, chạy nước đầy đủ hết nha anh em nhá. 590k một cái. Đó. Cái Y1, anh em nào quan tâm, anh em muốn mua cái này thì bảo là anh muốn mua cái con Y1 là được anh em nhé. Và cho em xin thông tin địa chỉ, em sẽ ship đến ngay tận nhà cho anh em. Rồi, qua chiếc Y2 là một chiếc máy cưa xích này. Hàng này thì nó là dòng máy cưa mini để cho anh em leo trèo trên cao cắt cành tỉa nhánh. Hôm nay em thanh lý xả cho anh em có 1.250.000 thôi. 1.250.000 một cái. Lam con này là 30cm, hàng này thì nó là mini, chỉ tầm khoảng 3kg thôi ạ. Sử dụng hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13. Đó, dòng này thương hiệu Kamatsu, về phù hợp cho anh em leo trèo trên cao cắt cành tỉa nhánh, cắt như đường kính khúc gỗ khoảng tầm 15-20cm đổ lại là vô tư. Lam sẽ dài 30cm này, sử dụng 22 mắt xích nha anh em nhé, có núm bơm xăng phụ đầy đủ. Hàng này thì nó là hàng mini, hoặc là anh em là lớn tuổi rồi anh em không đeo, không cầm được cái máy cưa nặng thì anh em có thể làm con máy mini này về mà xài, nó rất là nhỏ nhẹ cho anh em. Đó, như con máy này thì nó khỏe. Giật rất là nhạy nổ luôn, và dòng này nổ rất là sướng, nghe rất là bon và ngon lành cho anh em luôn. Anh em lớn tuổi rồi, anh em đeo này về mà cắt tỉa cây cảnh đồ lấy tinh thì cũng rất là hợp lý này. Một chiếc máy cưa mini bây giờ anh em không đi cầm, gọi như là cầm để mà cưa tay thì rất là khó, hoặc là anh em sử dụng máy cưa pin ấy thì nó rất là nhanh học, thì xài cái con này thì nó hợp lý. Và cái đây, phần đây là đổ xăng pha nhớt này, anh em lưu ý hộ em nhé. Bên trên cái nắp trên này là đổ xăng pha nhớt để nó nổ cây máy, còn cái bên dưới này là đổ nhớt để bôi trơn lam xích. Đấy, cái này là bơm nhớt tự động luôn anh em nhá, chỉ cần anh em đổ vào đây là nó sẽ tự động nó hút ra để nó bôi trơn cái lam xích này. Đây, rất là những chức năng đấy, rất là tiện lợi nhá. Còn cái con mà Y3 này đây là một con máy cưa to, hàng ngày thì để cho anh em chuyên về khai thác hoặc là khai thác tầm trung. Con này thì em đang thanh lý cho anh em có 1.500.000 con này thôi. Con này lam dài 55cm nha, công suất thì rất là khỏe, rất là to. Con này nặng tầm khoảng 6kg, có tích hợp trụ giật trợ lực. Nòng là 45mm, công suất là 54cc, về phù hợp cắt cái đường kính khúc gỗ khoảng tầm 30-40cm đổ lại, hoặc là cắt gốc cây đổi linh tinh. Đấy, con này là về khai thác nha anh em nhá, về khai thác tầm trung. Hôm nay em thanh lý cho anh em là 1.500.000 thôi. Sử dụng lỗ bô 3 cửa xả này, rất là khỏe, lốc hợp kim nhôm luôn nha. Lam dài 55cm cho anh em. Đó, nhu cầu anh em về sử dụng con này thì khá là hợp lý và khá là chất lượng. Sử dụng vẫn là hao chân lam và trực tiếp bằng khóa 13 nha. Đấy, hàng này thì nó là hàng siêu ngon rồi, siêu ngon rồi anh em nhá.
Hàng máy con này nổ rất là khỏe luôn anh em. Bên dưới này là đổ xăng pha nhớt này, còn bên trên này là đổ cái nhớt để bôi trơn lam xích. Cái này thì cũng là bơm nhớt tự động luôn, tự đổ vào đây, đổ nhớt vào đây là tự động nó hút ra để nó bôi trơn cái bộ lam xích này đây, để cho bộ lam xích này tránh bị nóng quá, nó làm mài mòn và hư hại lam xích. Đấy, hàng này nó nói chung là rất là ok. Hôm nay em thanh lý cho anh em là 1,5 triệu nhá. Đây, và cái hai chiếc máy cắt cỏ, hai chiếc máy cắt cỏ thì con i4 này đây, hôm nay em để cho anh em là 1,4 triệu một cái bình cắt cỏ này thôi. Máy cắt cỏ này thì để cho anh em về vừa phát dao vừa phát cước được anh em nha. Nòng con này là 36mm hộ em nhá. Anh em lưu ý hộ em này, đây em ghi đây. Đó, con này nòng của nó là 36mm. Đó, 36mm. Đấy, còn cái con này là nòng là 41mm. Đấy nhá. Anh em lưu ý hộ em này, cái con mà i4 nòng 36mm đây, em ghi đây rồi nhá. Em đang bán 1,4 triệu, em bao ship cho anh em luôn. Con này tiết kiệm xăng cực kỳ luôn, sử dụng chế là chế xịn rồi, nên là một ngày con này ăn tầm khoảng 2 lít xăng trên một ngày thôi. Đấy, nòng 36mm, công suất là 33cc, anh em lưu ý hộ em nhá. Đây, cho anh em nhìn tổng thể cây máy này đây. Đó, phần tung côn này làm rất là chắc chắn và chất lượng luôn anh em nhá. Phần cùng cần này, đấy, nó thiết kế rất là chi tiết luôn, nó có cả cá su dập sóc ở đây luôn anh em này, thấy không ạ? Đây, tay ga là tay ga bộ cho anh em này. Chắn cỏ là chắn cỏ to bản. Mà anh em thấy con máy này nó chất lượng không? Mà hôm nay em bán cho anh em có 1,4 triệu thôi. Ngoài cửa hàng em nói thật là không ai bán cho anh em giá này đâu. Ngoài cửa hàng người ta đang bán con này phải tầm khoảng 2 triệu một con, chứ không có giá 1,4 triệu này đâu. Côn là con này đặc biệt sử dụng là côn to này, hàng Fukiwa FVK330 nha, công suất là 33cc. Con này thì về vừa đủ phát dao được và vừa phát cước được. Anh em lấy con này sẽ tặng kèm cho anh em là một lưỡi cắt cỏ, một ổ phát cước, một chắn cỏ, một dây đeo, một bộ đồ nghề. 5 món phụ kiện sẽ kèm theo nếu mà anh em lấy cái con mà i4 này đây. i4 nòng 36mm anh em nhé. Đấy, bây giờ thì em sẽ giật test nổ cho anh em nghe qua để cho anh em trải nghiệm thử này. Ok không ạ? Ok chưa? 1,4 triệu một chiếc nha. Đấy, anh em nào đang quan tâm tìm mua cái cắt cỏ thì liên hệ ngay với em. Đó, đây là con này là nòng 36mm, và đây con i5 hôm nay là con cuối cùng thanh lý cho anh em. Con này thì nói thật là nó hàng siêu to siêu khỏe để cho anh em chuyên về phát thuê phát mướn hoặc là về phát cước rồi. i5 giá 2,1 triệu anh em nhá, nòng 41mm luôn anh em, hàng Hukama 543. Đấy, tích hợp chủ giật trợ lực cho anh em đầy đủ cho anh em luôn, nòng tới 41mm, công suất là 43cc. Con này thì cân nặng tầm khoảng là 7,5 kg. À dạ vâng. Hàng này anh em lưu ý hộ em này. Đấy, anh em nhìn hộ em nhá. Một con máy hàng rất là chất lượng luôn. Tay ga này đặc biệt nó lên cho anh em là cái dạng tay ga cải tiến rồi. Tay ga kiểu cải tiến rồi anh em nhá. Bóp cả ngày không biết mỏi tay luôn, và cái dòng tay ga này thì nó có tăng giảm ở đây luôn cho anh em này. Anh em nhìn hộ em nhá. Đấy, có cái tăng giảm đây luôn. Đó. Sử dụng tum côn là côn to, bạc đạn là tum hai bạc đạn nhá. Hàng G543 này, và chế này cũng là lên cho anh em là dạng chế xịn rồi. Đấy, đây dạng này là chế xịn rồi anh em nhé, chế xịn rồi. Một ngày nó ăn tầm khoảng, con này thì nó tầm khoảng 2,5 lít đến 3 lít xăng thôi. 3 lít xăng là cùng nếu mà anh em chuyên về đập phát cước. Đây, lưới lọc gió là lọc gió 2 lớp cho anh em, đầy đủ cho anh em nha, 2 lớp lưới lọc gió luôn. Anh em nhìn thấy chất lượng không? Nòng 41mm anh em lưu ý hộ em nhé, không phải là nòng 40mm đâu, không phải là nòng 40mm. Nòng này 541 nó là 40mm, còn cái con này là 543, nòng của nó lên tới 41mm luôn anh em, nên là nó rất là khỏe. Anh em đập phát cước là khỏi cần phải lan tan rồi nha. Đây, chân trống cũng là dạng chân trống sắt này anh em, nhìn thấy không? Chân trống là chân trống sắt luôn anh em nha. Nó làm thiết kế nhìn cái sắt của nó làm rất là dày dặn và chất lượng luôn, để tránh này không có cái gì mà nó chọc vào cái bình xăng, nó làm hỏng bình xăng được. Đấy, thấy không ạ? Đó, đây, lốc này dập cả Hukama đầy đủ luôn nha anh em, hàng rất là xịn đây anh em. Ngoài cửa hàng người ta đang bán con này phải tầm khoảng 3 triệu một con, chứ không có giá 2 triệu mốt này đâu. Đấy, em mua liên hệ ngay cho bên em nhá. Thấy không ạ? Đấy, thấy không? 2 triệu mốt cho con i5 vào đây, còn lấy con này sẽ tặng kèm cho anh em là một lưỡi cắt cỏ, một ổ phát cước, một chắn cỏ, một dây đeo, một bộ đồ nghề. 5 món phụ kiện sẽ kèm theo nếu mà anh em lấy cái con i5 nòng 41mm này đây. Vâng, và vừa rồi em đã giới thiệu cho anh em là 5 chiếc máy, một chiếc bình điện, 2 chiếc máy cưa và 2 chiếc máy cắt cỏ.
Anh em ưng cái mẫu nào thì liên hệ ngay cho bên em để đặt hàng anh em nhé. Chỉ cần bảo là anh muốn mua con y mấy, giúp cửa hàng chúng em là được, và cho em xin thông tin địa chỉ em đã ship tới tận nhà cho anh em luôn. Vâng, xin chào toàn thể anh em, hẹn nhau những video tiếp theo nhé.